Gì gì? Em đi nhầm em xem. Em coi con mụn không? Kéo cái đèn qua bên trí rồi. Tối quá hả? Ừ. Có chị. Có hồi nãy em điện lại có cái họ điện cho hắn rồi. Ok. Đơn hương ngoài Hà Nội đúng không? Em không biết em cái ai điện em đi. Cái kia hồi nãy họ điện anh là anh rồi. Hắn cứ đứng cái thế bên kia, em kia tôi quay không được kia. Chị Loan biểu hả? Ừ. Do đó chị Loan đi cuối, cuối qua đây mà. Ừ. Tôi đứng không có cái ai mà tôi bỏ tay xa. Hay có việc làm nè. Mình làm trừ bao nhiêu cũng thấy đủ thì đúng rồi, hay là trừ thi cái phòng nhỏ nhỏ xíu thôi. Cái phòng nó 2 triệu cho cái phòng nó nhiều tiền đi. Ừ. Mà kiện đi chuyện đồ đằng cũng lắm. Thấy ta thấy tiền nhà hết 3 triệu rồi đúng không? Tiền nhà, tiền điện, tiền nước nó hết 3 triệu rồi. Giờ tên tiền ăn mấy người ở nhà. Cho 2 triệu đi, đều lắm 2 triệu và 5 triệu thôi. Cái tên tiền đi em chích kim, chích kim tháng cũng gần 3 triệu. Nhưng mà chích trong thời gian đầu thôi chứ sao con lớn rồi đâu có chích đâu. Một năm đầu thì phải chích, năm sau cũng nhắc lại.
thì chủ yếu mấy tháng đầu thôi đó. Ừ, tiền mua ở bên đó trăng ấy, bên đó phòng 5 triệu đó. Không, mà thuê khoảng 1 triệu, 1,5 triệu là được, nhưng mà nhỏ thì nhỏ quá, mình ở răng được thì hắn ở răng vậy đó, ấy tiền nhà đồ cũng nặng. Với quá, 1,5 triệu là hắn kiểu dạng như là hắn chắc cũng cù lần chứ không có ngon. Kiểu như phòng trò đẹp 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 á. Thì trừ đồ mê rồi hết 2,5 triệu thì được. Nấu 5 chén luôn á. Rồi chưa tính tiền là mua sắt đồ cho nó uống này, đi 3k2 cho nó này. Mình xí là đúng thì. Cho con thấy mùi hồi trước tao ngu quá mình. Nó kêu mấy cái đồ đi xin á, xin xong rồi cái gói về đâm rất là xong á, ai dè úi con về phát sinh đủ thứ là khùng luôn á. Chết răng. Không nghĩ luôn á. Đó là chưa đầy đủ này, nhiều người họ mua máy dập tùng này, bình sữa đồ á, tao đâu có mua đâu. Không, tao nói tao tụm nước sâu chứ tao không mua mấy nó. Nhưng mà mi cũng muốn sữa mẹ mà. Muốn sữa mẹ á. Sữa mẹ nó đỡ hơn đó mà. Sữa mẹ cũng phải. Mi nhìn em sữa mẹ. Cái đầu tiên chắc được cái rồi. Bởi là nếu mày thấy mắt vẫn đen không? Mày thức khuya kìa. Mà mày giỏi lắm. Tao thức tao chịu không nổi đúng không? Thức tao căng dây thần kinh luôn chứ. Mà tao có người nói chuyện. Bú đêm nhiều không hả? Bú đêm mà học bởi đi bù lần thôi. Hồi trước mày. Hồi trước ngủ 2-3 tiếng dậy lần chịu không nổi luôn. Mấy tháng đầu á hả mày? Nít đứa một hơn đứa mà. Tháng đầu là khó nhất. Có nhiều đứa ban đêm đâu ngủ đâu, ngủ ban ngày. Mà ngủ chập chờn, ngủ đau sao giấc đâu. Nhưng lúc mình buồn ngủ cha ngồi mới thiểu tiêu tiêu ẻ thì ngủ. Đừng có ngủ chiều. Cái ám ảnh luôn á, bọn nó mình đâu có quản lý cái giờ giấc không được đâu khó. Hồi xưa cháu ngủ chiều thổ dặn, không cho ngủ. Để túi ngủ. Nhỏ nhỏ không có bằng này. Trừ thì ngủ ban đêm rồi. Tại vì tuần trong tháng thì khỏe, nhưng mà ra bán bắt đầu qua quá cửa mà 3 tháng 10 ngày á. 3 tháng 10 ngày mới về chứ. Thì ở mình quản lý được cái giờ giấc mà. À, không, mà đa số là dơ nợ thì đoàn nợ là ngủ ban đêm rồi. Cái nào mà còn gì đâu, hẳn chưa ngủ đêm. Hút đây không? Không. Không, tao nó rống. Hay. Con tao nó rống đêm lắm. Khóc đêm nó lần đói đó. Y con mèo đó. Không, cứ khóc đêm nó phải đói đó. Không có đói. Đưa vô đâu có chịu uống đâu. Khóc đêm là mày thằng đâu thế. Nhưng người nước ngoài đâu có cho uống sữa ban đêm luôn nè. Ừ. Uống bằng đội bụng đó. Không. 10 phút. Đó chứ. Kệ. Mấy người nước ngoài là họ cho ráng ráng xíu nè. Không cho ăn uống đêm luôn á. Bân đói hẳn. Cái là ngủ được thì mình mừng cho sự con đói gì con la con đói. Đây rồi.
Nhưng mà ở trên tán cầu này. Không kể này.